Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào lớp cho anh em. Tôi và Tiến chào lớp cho anh em. Tôi chào chào lớp cho anh em. Tôi cũng vậy, chào cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay Đôn Chè không biết bị làm sao mà có cứ gọi là vặn vẹo kiểu bị trúng gió ấy các bạn ạ. Giống kiểu thế sao ấy. Đâu có à. Thì hôm nay không biết là có vụ gì, Đôn Chè hôm nay tự nhiên gọi là mua rất là nhiều mì này các bạn này. Rồi rất là nhiều tôm này các bạn này. Đây là mọi người sẽ thấy là toàn những con tôm vừa to vừa tươi nha các bạn nhỉ. Ui giời ơi, đây. Thì Đôn Chè mua xuống bảo đây nhà mình sẽ làm món gì đấy. Đây mọi người sẽ thấy này. Đó, rất là nhiều tôm. Nhiều hôm nay không biết là Đôn Chè có vụ gì mà đầu tư khủng khiếp này. Tôm này rồi mì này. À, bây giờ sẽ vào việc chính nhỉ. Đôn Chè nói cho mọi người biết là hôm nay có vụ gì mà mua tôm với cả mì xuống để cho anh em chế biến nào. Các bạn, mình đầu cổ quá. Không biết có vật gì có đèo cổ, đâu cả cổ các bạn ạ. Ôi giời ơi. Cái gì kìa? Chói mắt quá. Đầu cổ các bạn lắm. Thế nào sáng ấy nhỉ? Phất ấy. Cái gì kìa? Ui giời, nhìn bác biết cái gì luôn đi. Ui giời. Ôi giời. Ui giời. Tầm 30 cây. 30 cây là vô vẩn 50 cây của người ta. Ôi giời ơi. Nhưng mà lãi. Lãi nhỉ? Nói chung là không biết là Đôn Chè dính cái vụ gì mà lại có cái dây vàng to kia các bạn ạ. Các bạn ạ, hôm qua mình ăn quả Việt Lót. Thì hôm nay chiêu đãi anh em luôn này, món tôm cả mì tôm. Nhưng mà không biết là đây là vàng thật hay vàng giả, nhưng mà mình thấy nó vàng chí chóe luôn các bạn ạ. Sáng này không biết là đây có biết là anh em nhìn là như thế, nhưng không biết là có phải vàng gọi là âm 4.9 không. Mang này cắn thử ạ. Vàng 9.9 là rồi, âm 9.9. Biết vàng 9.9 là dành cho người dương, còn âm 9.9 là biết cho người gì chưa? Cho người âm. Rồi ok các bạn ạ. Hôm nay thì Đôn Chè chả làm mua được cái dây vàng khổng lồ, như đây gọi là dây xích đi nhỉ, gọi là dây xích vàng khổng lồ các bạn ạ. Thì hôm nay Đôn Chè mua mì này với cả tôm xuống để gọi là chiêu đãi anh em. Thì chắc là hôm nay ấy, là mình sẽ đem mì với cả tôm này đi để nấu một mâm mì trộn, gọi là mì tôm trộn nha các bạn nhỉ. Mì tôm chính hiệu luôn các bạn ạ. Bình thường ăn mì tôm thì làm gì có tôm đúng không? Nó chỉ có tên gọi là mì tôm thôi. Nhưng mà hôm nay là đúng là mì có tôm nha các bạn nhỉ. Đó, rất là nhiều mì đấy các bạn này. Rồi rất là nhiều tôm đấy các bạn này. Đó thì bây giờ thì sẽ không nói nhiều nữa để gọi là hưởng ứng cái sự nhiều tiền của Đôn Chè. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ bắt đầu anh em mình đem về để anh em mình chế cái món mì tôm luôn nha các bạn nhỉ. Anh em nào muốn xem được clip này của anh em mình thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em mình nhá. Tôm thì anh em mình đã luộc xong rồi đây nha các bạn nha. Những con tôm gọi là tươi đấy các bạn này đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho cà chua vào để anh em mình gọi là làm cái sốt nha các bạn nha. Mì trộn thì anh em mình phải có sốt, thì bình thường ấy là anh em mình sẽ cho sốt sẵn các bạn ạ. Mình sẽ cho sốt sẵn, nhưng mà hôm nay ấy, thì anh mình sẽ tự dầm cà chua nha các bạn nhà đó. Thì anh mình cho thêm muối này các bạn này. Đấy, ớt bột này. Tươi các bạn nha. Rồi cái dầu mỡ nha các bạn nhà, đó. Cho nó cay cay các bạn ạ. Đấy, Tiến sẽ dầm cà chua ra cho nó lát lát để anh mình làm sốt cà chua nha các bạn nhà. Anh em mình cho thêm cả ít tương ớt Hàn Quốc vào nữa nha các bạn nha. Nó gọi là cái món mì trộn thì nó phải hơi giống gọi là Hàn Quốc một xíu các bạn ạ. Đấy, Tiến em dầm hết cả những thứ đi. Nói chung là anh em mình sẽ dầm cái sốt này xong rồi anh em mình sẽ làm cái sốt ấy, nấu cho nó sệt sệt một xíu. Xong rồi là anh em mình sẽ gọi là trần những gói mì và đem đi để trộn nha các bạn nhỉ. Nhìn không ra thấy cây cây ở đó rồi các bạn ạ.
chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để có thể sẵn sàng hoàn thành một mâm mì trộn khổng lồ rồi các bạn ạ. À quên, mình nói thiếu mất gọi là từ tôm các bạn ạ. Gọi là mì tôm trộn nha các bạn nha. Mì tôm đó các bạn ạ. Và đây là cái sốt trộn của anh em mình. À, bây giờ thì Tiến sẽ đổ tôm lên đi em. Đấy, mâm gọi là mì khổng lồ, đổ một đống tôm vào các bạn ạ. Ui ui ui, cẩn thận rơi. Nhiều tôm quá. Ui giời ơi. Ui giời, nào bây giờ Mạnh sẽ đổ sốt lên này. Đổ sốt đi em. Đấy. Ngon từ dưới tôm nhá. Nóng ấy. Cứ vừa vừa sốt thôi, xong mẹ để anh em trộn đã. Tạm thôi nhá. Rồi, anh em trộn lên đi. Nhiều tôm quá. Đấy. Xuống. Nói chung là cái mâm này thì cũng hoàn thành tương đối dễ bởi vì mì trộn với tôm các bạn ạ. Đấy, bây giờ là hơi vất vả này. Vừa nãy thì khi mà cho vào nấu thì không vất vả như bây giờ. Bây giờ là anh em phải vất vả hơn, là anh em phải dùng đũa để trộn một mâm mì khổng lồ các bạn ạ. Đấy đấy, phải giữ nó đây em này, không rơi hết tôm ra nơi rồi. Đấy, trộn đều lên. Đấy. Trộn đi nhưng mà chưa đủ lại cho thêm sốt. Có sốt này. Ui, mùi thơm thế. Mùi thơm nhỉ. Đấy, mì khô khô trộn cái sốt vào nó ướt ướt một xíu các bạn ạ. Nhìn mâm mì dã man quá. Dã man không? Toàn tôm là tôm, toàn mì là mì thôi các bạn ạ. Nào bắt đầu đổ hết tí sốt lên trên đi. Đổ sốt đi, nóng quá. Đấy, đổ đi. Đấy, gọi là cái sốt anh nhà mình làm nguyên chất thì nó sẽ ngon nha các bạn nhỉ. Đấy, trộn tiếp các bạn ạ. Ui, nó khổng lồ quá nên là anh em đảo trộn hơi lặng nha các bạn nhỉ. Phải giữ. Đây, mình sẽ hỗ trợ tận một con tôm nha các bạn nhỉ, mình đỡ. Đấy, đấy, ui giời ơi. Sao anh nhìn nó giống cái gì ấy nhỉ? Ui, không biết là cái món mì trộn của anh em làm sẽ như nào, nhưng mà anh em mình làm ấy là sẽ làm khổng lồ như này luôn các bạn ạ. Lóng các bạn. Đây là mâm mì có 102 ở Việt Nam nha các bạn nha. Đấy. Ui giời, đó. Trộn đều hết lên. Đây em trộn cả tôm nữa thì để cho nó ngấm cái sốt vào những con tôm ấy thì tí thưởng thức nó mới ngon nhỉ. Sốt tiêm. Đấy các bạn ạ. Xếp tôm lên tiêm rội tôm được. Trộn đi, trộn đi, đảo cả tôm lên. Đấy, ui giời ôi, thẻ mọi người. Ui giời ơi. Đây là mâm mì tôm gọi là có 102 ở Việt Nam nha các bạn nha. Nó khổng lồ luôn, ui giời ơi. Đấy, anh em trộn cho nó đều đều xong là sẽ bắt đầu thưởng thức cái mâm mì tôm gọi là trộn khổng lồ này nha các bạn nha. Vậy là anh em đã trộn xong mâm mì tôm trộn gọi là khổng lồ rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh em có ăn hành thì cho thêm lên nha các bạn nha. Đấy, rắc thêm xíu hành các bạn ạ. Đấy, có thêm hành củ cho nó xanh tươi nữa các bạn ạ. Rồi, ui giời ơi. Nào, hỏi ba thằng xem là ngồi trước cái mâm mì tôm khổng lồ này thì thấy như thế nào. Ngon quá anh, ngon lắm, thèm lắm rồi. Nào, bắt đầu, bây giờ anh em sẽ bắt đầu đánh chén cái mâm mì tôm khổng lồ này nha con nhá. Ui giời ơi, chiến luôn. Mời bạn nhá. Cái to nhỉ, tôm. Thế được rồi, mời bạn nhá. Đấy, ui giời, ăn mì tôm này có cảm thấy nó ngon không em? Có. Còn mì tôm mà. Mở bạn nha. Xoắn thật. Hương vị tôm à? Thơm thơm bạn ạ. Mở bạn lại. Đấy, tôm thì gọi là cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Mọi người thấy đấy là anh em mình chơi hẳn một cái mâm mì tôm các bạn ạ, gọi là khổng lồ luôn chứ không phải ăn chia từng cái đĩa nhỏ nữa mà chơi hẳn một cái đĩa to khổng lồ luôn, vật vã luôn các bạn ạ. Ui, ngon quá, tôm tươi. Ăn mì thừa chất rồi. Tôm nhiều gạch lắm. Mì tôm, mì tôm. Đây là mì tôm. Ăn miếng to quá nghẹn này. Đây mì tôm mọi người ạ. Ôi giời, mì tôm này các bạn. Mì tôm chính hiệu. Chính hiệu luôn. Ôi giời ôi. Đây là cậu bị nghẹn nha các bạn nhà. Đấy, nếu bị nghẹn em cho thêm ít sốt này lên nữa cho nó. Nghe à? Chờ tắt tắt được.
Ăn miếng to quá bị nghẹn nè gọi nhỉ. Nhiều tiền quá tướng sung sướng anh à. Ăn nó mình nghẹn. Nhiều tiền quá là ăn phải cẩn thận đấy, không nuốt miếng to quá là nghẹn là không kịp tiêu tiền đâu đấy. Sạc à? Sạc nhỉ. To quá. Ngon đấy, ngon. May chiều đó lối Vietlott được ăn bữa cơm ngon này. Thế vẫn nghẹn. Đây là biểu hiện của ăn tham các bạn ạ. Mình vừa nãy mình thấy nó quấn một cái miếng mà nó to gấp phải 3 lần đường chèo với cả mạnh ấy các bạn ạ. Căn bản với tôm ngon quá đúng không? Nhìn đây mọi người sẽ thấy này. Ui giời ơi, ai đời làm cái đĩa mì tôm trộn nó khổng lồ như này ăn thì cứ gọi là vào hết nước chấm nha các bạn nhỉ. Vị đậm đậm đậm, cay cay tê tê, thơm thơm cà chua cũng được. Đây rồi, mì tôm đây rồi. Đây, ui giời. Mình toàn ăn thế này mọi người ạ. Mì tôm chính hiệu. Đây, đây là mì tôm. Để tôm nó gắp thêm mì kiểu như là mì ít thôi. Ừ. Là mình ăn đủ giờ mình ăn tôm mà chủ yếu rồi. Mà tôm tóc bỏ. Ê, ăn cả bỏ mới ngon. Đấy, có tiền là sợ hóc rồi. ngon ngọt. Đứng nào hóc nhá, không kiếm điều nha. Nhìn đôn chè đeo cái dây vàng mà chí chóe quá các bạn ạ. Chói hết mắt. Chói hết mắt luôn, ngồi dưới ánh sáng mặt trời ấy, kiểu ánh sáng nó chiếu vào nó loét cả mắt mình các bạn ạ. Đúng rồi, có tí vàng nhìn ăn mì tôm cũng thấy sang. Đây ngồi ăn cái đĩa mì tôm khổng lồ như này các bạn ạ. Đây, cho thêm ít sốt lên được. Sốt lên nó ngon. Không biết là mọi người như nào nhưng mà mình thấy là ăn mì tôm thôi mà cũng thèm nha các bạn nhỉ. Ngon quá. Đấy, ui giòn. Đấy. Đấy. Giống kiểu đúng tay luôn nhỉ? Giống kiểu mì mì nước ngoài, mì Ý hay mì gì á. Đấy. Tây quá nhỉ. Cái mâm này nghĩ là bọn em chỉ cần ăn tôm là chủ yếu thôi là đã lo rồi. Nhưng mà thề với mọi người là ngồi trước cái mâm này thì đúng là phải chảy nước miếng nha các bạn nhỉ. Ngon quá. Cứ nghĩ đó là mì tôm bình thường nhưng mà nó không phải đâu. Vì anh nhà mình cho rất là nhiều tôm với cả mì làm nên một đĩa nhìn toàn thấy tôm là tôm rồi. Đưa chà, nay bảo cái dây bao tiền á? Tầm 570 triệu. Nhưng sao 500 vàng triệu. Thì sao rẻ thế? Ai biết được đưa cho quản lý hơn chục tỷ và đi mua. Cũng chưa thấy báo cáo gì. Nhưng mà nói thật là ta nhiều tiền chẳng quan trọng đâu, vứt lên chục tí đi dạ. Mua kệ. Người có tiền ăn nói tướng hả? Nếu gì vậy? Đánh thép hết. Tiền ăn nói dứt khoát. Tiền là kiểu như lá mít ấy. Nói chung là anh em mình chỉ ăn dân dã như này thôi các bạn ạ. Dạo này kinh tế cũng suy thoái, khó khăn nên là cũng chả có gì ăn. Ăn uống đạm bạc. Ăn uống đạm bạc, chỉ có ít mì tôm như này thôi. Nhưng mà ăn mì là ít, ăn tôm là nhiều. Ngọt thế. Ngọt. Ăn tôm mà ngọt không? Tắc thề. Không ngon lắm. Ngọt thế. Mì nào toàn tôm này. Chả biết là cảm giác của ba thằng được ăn nó như nào. Ngon. Thơm ngon. Đấy, mì đâu toàn tôm. Ngoài tôm mồm nó giòn. Ăn tôm nó nhiều chất là không ăn được mì đấy các bạn ạ. Ừ, ăn ngoài đạp tôm mà lo trước cả mì mọi người. Đây là kiểu món mì tôm này ngon quá các bạn ạ. Để mọi người là nó là có tiếng gọi là mì tôm nhưng mà mình thấy là nhiều món có khi là không ngon bằng cái đĩa mì tôm của anh em mình đâu. Thế mọi người như vậy. Mình nhìn không mà còn chảy nước miếng thì tôm này là tôm bắt đầu bé Vietlott. Biết tôm nhập ở đâu à?
Nhập đâu? Biết tôm thì nhập vào đâu à? Vào đâu? Nhập vào mẽo mà. hàng ngoại à? Hàng ngoại. Có tiền thì mua hàng ngoại luôn rồi, cho anh em ăn luôn rồi, được rồi. Thì hôm nay ăn tôm nó sẽ khác khác. Ăn cảm giác tôm chắc thiệt ngọt à? Toàn mùi bao đít đi. Đây mọi người, đây là kèo ăn đi tôm này các bạn này. Đấy. Ui giời ơi. Toàn thấy ăn tôm là ăn tôm rồi, chẳng thấy ăn mì đâu các bạn ạ. Đây đây dưới à. Ngon quá mọi người. Tôm. Cảm giác cắn rồi, cắm cả con này. Đây đây mọi người xem bằng tiếng này đấy. Tôi ăn mì tôm kiểu gọi là ăn tôm có đâu dính tí mì thì vẫn cứ gọi là mì tôm nha các bạn nha. Một sợi thôi. Đấy. Đấy. Ở đây dân chúng tôi ăn thế. Nhưng mà đây là có phải là bữa ăn đạm bạc của anh em không? Đạm bạc. Toàn mùi vịt lót đấy. Đấy con ạ. Tôm thì là tàn đạm rồi. Với hôm nay mình không có bạc nên mình có vàng đấy. Ôi, ngon quá. Còn rất là nhiều tôm nó chui ở bên dưới nha anh em nha. Chui vớt lên rồi. Đầy dưới. Nói chung là cái đĩa mì tôm hôm nay của anh em mình cứ gọi là chất lượng. Anh em chấm điểm cho cái đĩa mì đạm bạc hôm nay của anh em mình xem nào. Vừa được 1.100 điểm. Đãi ăn trúng vịt lót này thì cũng từ gì chê luôn rồi. Trên cả đẳng cấp này. Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? Thì thôi, anh chê 9 điểm thôi, còn đâu chú mà đưa cho anh cái dây vàng này chắc là 10 đấy. Được. Hay là không nào cho xin một cái mắt xích đi. Được. Hôm nào cho hắn hai mắt xích luôn thì. Sao cho hắn cả cái dây luôn đi. Được, anh em cho nhau tính mạng được, hôm nào bảo quản lý đưa cho hai thằng này mỗi thằng ít cho nó mua cái xích cho nó rực rỡ thằng nào. Tính mạng khó lắm mẹ, đang nhiều tiền, xây luôn tính mạng khó lắm. Ngọt quá. Cái á. Ôi. Ngọt quá tôm à. Ui giời ơi. Ngọt, chấm một tôm, chấm một cái sốt này nữa đúng hết nước chấm thật. Ui giời. Nên ăn tôm mẽo này. Cái chốt cá. Nào. Anh em cho mọi người biết cái cảm giác khi mà ăn cái mâm gọi là mì tôm trộn khổng lồ này xem nào. Ôi ôi. À, không nhận nào mày ăn bữa này toàn mùi kiểu tôm mẽo, tôm kiểu theo kiểu quốc tế. Ăn nó khác bọt ở đây ạ. Không nhận nào mày ăn bữa này cũng ngon. Gọi là thừa chất nữa. Nay được cái bữa đãi tôm trúng Việt Lót này thì anh em cũng rất xin cảm ơn chú mang đến anh em cái bữa ngon này. Và thứ hai là lần đầu tiên mình ăn mì, và mì mình gắp thì ít mà tôm mình gắp là nhiều. Đây các bạn cứ thấy một con tôm thì mình ăn thôi, ăn nhiều nó bị khô họng, mình ăn tôm nó ngọt giọng các bạn. À, sao mà con được tiếp thì làm cái con tôm như to ngon. Ok được, mì phải toàn tôm ý, đầy dưới đấy. Ở đây anh em thấy là anh em đổ tôm những thứ lên rất là nhiều đấy, còn rất là nhiều tôm đấy. Đây em đưa lên đây. Em đưa lên cho anh em nó dễ lắm. Nhiều tôm quá các bạn. Đấy không phải là ít tôm đâu. Đây là mâm gọi là mì tôm chính hiệu này, đây gọi này. Cái sốt của anh em trộn lên nữa này. Ui thề nhìn cái gọi là mâm mì tôm này ngon lắm nha các bạn nha. Nhìn cái mì cũng đã ngon rồi, chưa nói đến mức mà anh em gọi là ăn tôm nữa các bạn ạ. Đầy tôm rồi. Ui mỏi tay quá. Đấy, từ nãy giờ mình thấy là gọi là ăn mì tôm đạm bạc ấy, nhưng mà toàn thấy bọn nó ăn tôm rồi, chẳng thấy mì đâu. Nói chung là hôm nay là một mâm mì tôm gọi là chính hiệu, có 102 ở Việt Nam nha các bạn nha. Đấy, mâm này số 2 thì không mâm nào số 1 nha các bạn nha. Đấy, đây đây, mọi người xem cách nó ăn mì tôm này các bạn này. Đấy, giỏi. Mì tôm chính hiệu luôn. Đấy. Một sợi mì. Đấy, đấy, nào. Ui giời ơi, đó các bạn ạ. Ngon. Nói chung là bốn anh em mình ấy thì sẽ cố gắng để ăn hết cái mâm mì tôm gọi là có 102 này của Việt Nam nha các bạn nha. Thì như mọi người thấy là anh em ăn rất ngon miệng, mà mì tôm gọi là chính hiệu luôn, không bao giờ lệch một tí nào. Đây mới gọi là mì tôm nha các bạn nha. Chứ mì gọi là
mua gói mì tôm về xong bắt đầu là tìm kiểu bới mãi không thấy con tôm đâu ấy con ạ. Chứ đây thì không cần bới, nhìn phát là đập vào mắt là con tôm to 2-3 ngón tay luôn, là cảm thấy phê luôn đấy các bạn ạ. Chắc là mình cũng sẽ phải vào để thưởng thức cái mâm mì tôm có 102 này của Việt Nam cùng anh em thôi. Nhưng mà thời lượng của clip gọi là có hạn, cũng dài rồi, nên là chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà yêu quý anh em mình ấy thì có thể ủng hộ anh em mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh để anh em mình làm những clip độc lạ khác hay hơn nha các bạn nha. Nói chung là mọi người đăng ký và chia sẻ thì đấy là niềm động lực dành cho anh em mình, và đó là sự yêu quý từ mọi người. Thì anh em mình cũng rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng anh em mình để có những gọi là bữa mì tôm đạm bạc như ngày hôm nay nha các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của Như Anh. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.